con bao nhiêu? Con 200. Con này trả bao nhiêu tiền anh ấy? Biết này, biết nó đẹp hơn này. Cái này nữa. Đó bò của em mà. Con bé này thôi. Mai con dành mua sữa uống. Em lấy em. Đây, đợi chị nhá, đợi mẹ con nhá. Thank you.
Được, được, con nào cũng được. Cân này. Nhất trí, nhất trí, nhất trí. Cân này nhẹ. Ây da. Đây, em gửi tiền đây. Em ơi, còn đi em đi xe. Em đứng ra đi, ngồi đi, nó yếu vào đầu thế rồi. Đấy, cho vào túi đi. Có gò lấy túi cho chú. Là túi đây. Con lấy cái túi. Về nhá. Ba con quá bán đi được rồi. Con đấy. Con 200. Thế bán luôn nha. Anh trả tiền luôn. Ui.
có tiền lên bim bim nhé nhé, đây giải cho mẹ. Ba trăm rồi. Bút này viết nó đẹp hơn nhỉ. Mắt. Bút gì nữa? Mẹ sách ở đây. Có mà. Xem vở nào. Có cái gọt trong kia kìa. Cái này nữa. Và cái gọt này, cái là cái gọt chì. Hai quyển, bốn quyển hai màu nhá. Mỗi là một màu nhá. Em ơi, em không cần cái đấy của bác nào. Em đi ra đây. Ra đây để cho bác tính tiền. Để ở đây để bác tính tiền đấy. Ai cũng đi, ai cũng đi. Để đi, xong đi về đấy, coi lại thôi. Xem nguồn lực của chị có đủ bao nhiêu thì em bớt cho một con. Để cho trẻ con mua sữa. 200 nghìn nữa là để cho trẻ con mua sữa uống. Em lấy của chị 1.8 triệu thôi. Nhưng mà con bé này, con bé này đẹp lắm ấy. Thank you.
Thank you.
nước ở trong đấy đó.